Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho việc hướng chiều vân đi đường cũng như là đi rừng. Nhưng mà các bạn đi rừng thì các bạn sẽ đi cho mình là kiếm chi hồn, còn các bạn đi đường thì các bạn sẽ là những thanh kiếm cho mình nha. Còn các trang bị còn lại thì các bạn sẽ trang bị tương tự, và trang bị thứ hai đó là trang bị giày kim cương để khá những cái hiệu ứng cũng như là giá phép và tập chạy nha. Và cái trang bị thứ ba thì các bạn sẽ lên cho mình là thương Logis, nhận công vật lý cũng như là giảm 2 chiêu và 500 máu tối đa. Và cái trang bị thứ tư đó là phước học kiếm nha, nhận thêm công vật lý cũng như là tập đánh nhằm 1 chiêu và mở tối đa nha. Và kiếm Mulisa, rồi cái trang bị kế tiếp để khắc đỡ rô, nhận công vật lý và giảm 1 chiêu sắp đoạn tiếp cho Triệu Văn để đánh những cái con tăng. Và cuối cùng đó là cuối cùng tàn nha, đó là trang bị cho Triệu Văn trên đường cũng như là đi rừng. Đi rừng thì hai món đầu tiên. Và về phần phù hiệu thì các bạn sẽ lên cho mình là Mực Hổ Mang, Thành Tử Vi và Phiền Trung Thành là Ma Tính. Còn về phần mỏ ngọc thì các bạn sẽ lên cho mình là Hồi Viên, Phần Vật Lý và Xuyên Giáp, Hồi Viên Đỏ, Phần Vật Lý, Xuyên Giáp, Phần Vật Lý 2, Xuyên Giáp là 2.6. Bốn viên hút máu 1.6% và 6 viên là tốc chạy và tốc đánh cho băng ngọc tím. Còn về phần băng ngọc lục thì các bạn sẽ lên cho mình là công vật lý và xin chát nhé, 10 viên. Thì công vật lý là công vật chính và xin chát là 6.4. Về phần đường và phần rừng thì các bạn sẽ lên là băng ngọc tương tự như vậy. Còn về phần phụ trợ thì các bạn sẽ lên là chân trị nếu đi rừng, và đi đường thì là bộc phá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian theo dõi cái video clip của mình. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau nhé.